này cô ơi ngọc ánh giật mình nhìn người khách trước mặt vội vã cúi đầu xin lỗi họ cô thanh toán xong thì đưa hóa đơn thở dài một cái cô ngồi phịch xuống ghế chuyện là ngày mai buổi tiệc của công ty sắp bắt đầu và ngọc ánh thì chả có bộ đồ nào phù hợp để mặc cả đồ của cô chỉ toàn quần và áo còn đồ trong tủ mà lê hùng mua sẵn cũng chỉ là những bộ váy công sở hay là mặc giao tiếp thông thường thôi biết tìm đâu ra một bộ váy để phù hợp bây giờ. Giờ mà thuê một bộ váy dạ hội thì đối với người như cô đúng là quá xa xỉ. Chị Ngọc Ánh Đăng vừa đến đã vỗ vai cô một cái. Sao vậy Đăng? Em thấy chị ý rất buồn. Hôm nay tồi tệ lắm sao? Không có gì đâu. Cô lắc đầu phủ nhận. Chắc tại làm nhiều quá nên chị bị chết đấy mà. Vậy thôi, chị dọn dẹp đồ đạc đi. Đến giờ về rồi kìa Tay của Đăng huyết vào tay của cô một cái Ngọc Ánh chỉ cười gượng Rồi dọn dẹp đồ đạc trên bàn Đăng rất tốt Cậu ấy quý cô lắm Bây giờ Ngọc Ánh mà nói ra Là cậu sẽ dắt cô đi chọn vài bộ cho xem Tuy Đăng không quá giàu Nhưng gia đình cậu ấy cũng thuộc dạng khá giả Vài tờ tiền để thuê cho cô bộ váy Đối với cậu cũng không đáng là bao Ngọc Ánh biết Mình đã làm phiền cậu rất nhiều Lần này cô tự mình lo để cậu không phải vì cô mà chạy đôn chạy đáo nữa. Ngọc Ánh về tới nhà của Lê Hùng cũng đã gần 10 giờ tối. Những ngày qua biết bao nhiêu chuyện ập đến khiến cô không thể cười nổi. Đã vậy ý tưởng lần này không được duyệt 100% nữa cơ chứ. Đúng thật là cuộc đời của Hoàng Ngọc Ánh này chẳng có gì là hoàn hảo cả. Đứng trước cửa phòng vừa định mở cửa thì điện thoại của cô gieo liên hồi. Lấy điện thoại trong túi sách thế tên của Quân hiện lên, Ngọc Ánh lưỡng lự hồi lâu rồi mới lướt nút sai nghe máy. Ngọc Ánh, sao gần đây em lại né tránh anh vậy? Anh gọi cũng không nghe máy nữa. Anh đang muốn tập trung cho sự nghiệp trước mà, nên em sẽ không làm phiền đến anh nữa. Em nói linh tinh cái gì vậy? Thật sự anh không biết lý do là gì, sự nghiệp anh vẫn phải lo, nhưng làm sao anh có thể bỏ mặc em được? Anh có lừa dối em chuyện gì không? không có ngày mai em rảnh không chúng ta gặp nhau một tí được chứ ngày mai em phải đi dự tiệc của công ty nên không đi được ngày mốt hay ngày kia đều được anh đợi em được mà em vẫn chưa biết đâu thôi trễ lắm rồi em cúp máy đây được rồi có thời gian thì liên lạc với anh nhé ngọc anh ngắt máy thật sự ngay lúc này cô cảm thấy rất mệt mỏi mọi thứ áp lực dồn hẳn lên đôi vai của một cô gái bé nhỏ Lắm lúc trách cuộc đời Sao quá bất công Nhưng cô chợt nhận ra Đó là những gì mà kiếp này mình phải chịu Lần sau Nói chuyện với người đàn ông khác Hãy tìm nơi nào riêng tư Kiến đáo một chút Ngọc Ánh nghe rõ giọng của Lê Hùng ở sau lưng Lúc cô quay lại Thì chỉ còn nghe mỗi tiếng đóng cửa sầm rất mạnh Và chẳng có ai ở phía sau Im lặng không nói gì Hiện tại cô chẳng còn hứng thú gì Để gây sự với anh ta cả Bước vào bên trong Ngọc Ánh dứt khoát đóng chặt chiếc cửa lạnh lẽo. Đặt cốc nước lên tủ đầu giường, Lê Hùng ngồi phịch xuống chiếc nệm êm ái. Chẳng hiểu nổi, anh đây là bị cái gì? Hoàng Ngọc Ánh trò chuyện cùng ai cũng chả liên quan đến anh. Nhưng tại sao lại khó chịu thế này? Anh thừa nhận bản thân đã điên tiết khi thấy cô ta dịu dàng với người khác. Còn đối với anh thì luôn như con mèo rủ lông lúc nào cũng gắt gỏng. Đúng là tức không nuốt trôi mà. Trong phòng luôn có một chiếc điện thoại cố định để gọi trong nhà. Mỗi phòng đều có, cứ ấn nút gọi mà thôi. nhấc điện thoại, anh ấn số rồi đưa lên tay. Ngọc Ánh vừa vào phòng. Chưa gì cô đã khá bất ngờ với chiếc hộp to trên giường. Cất hết đồ sang một bên, cô tò mò ngồi xuống, mở hộp ra xem. Khá bất ngờ khi bên trong là một bộ váy dự tiệc màu trắng, cực kỳ lộng lẫy. Cầm lấy bộ váy, cô đi tới trước gương rồi yếm thử, nó rất xinh đẹp và vừa vặn với cô Không cần hỏi thì Ngọc Ánh cũng biết Ai là chủ nhân của nó Khẽ cong môi tạo ra một nụ cười Ít ra cô cũng thấy được mặt tốt của Lê Hùng đôi chút Tuy miệng lưỡi gay gắt khó chịu Nhưng hành động của anh cũng không tệ đến nỗi nào Cùng lúc chuông điện thoại cố định vang lên Ngọc Ánh ngồi xuống giường rồi nhấc máy Tôi nghe Vừa không Tôi chỉ vừa xem Chưa thử nên chưa biết được Mặc vào đi rồi sang đây tôi xem ngọc ánh chưa trả lời thì lê hùng đã vội vàng ngắt máy cô bĩu môi liếc mắt nhìn ra cửa xong thì lấy bộ váy đi vào nhà tắm lê hùng này cũng rất biết lựa đồ đấy chứ bộ váy này mang một màu trắng tinh khôi thân trên cúp ngực có cả hai mảnh vải mỏng che đi phần nào đôi vai gợi cảm tuy phần eo ôm sát nhưng không hề tạo cảm giác chật chội chân váy xòe chỉ đến gối phía sau là phần đuôi dài đến mắt cá chân thật sự những hạt cườm được đính tỉ mỉ và đẹp mắt khiến ngọc ánh mê tít sau khi tắm rửa sạch sẽ cô thay thử bộ váy vào người đúng là nó đẹp đến nỗi hễ ai nhìn thấy cũng đều bị đổ gục nhưng chỉ e rằng bản thân ngọc ánh đây không thích hợp để mặc nó ngắm mình trong gương thêm vài lần nữa cô vừa đưa tay kéo xong khóa váy xuống thì bên ngoài có tiếng gõ cửa bàn tay áp lên ngực che chắn cô bước ra ngoài và chỉ mở hé cửa đủ để nhìn thấy ai đó sở này sao anh còn tìm tôi? Đôi mắt trong veo, chất giọng đầy ngô nghê của Ngọc Ánh, tuy nhiên làm Lê Hùng tức giận. Đưa tay đẩy mạnh cửa, anh dứt khoát bước vào bên trong. Lê Hùng, anh đang làm cái gì vậy? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ngọc Ánh hậm hực đóng cửa, nhíu chặt hai mày. Tôi không nói tiếng nước ngoài. Chẳng phải đã bảo là cô qua phòng của tôi sao? Ngồi xuống sofa, anh thử thả vắt chéo chân, đương nhiên là nghe rõ nhưng tôi không muốn qua đấy. cô ương ngảnh bĩu môi. ban đêm ban hôm anh còn mạnh dạn vào phòng của người ta. liêm sỉ của anh chắc đã để quên ở đâu đó rồi. hoàng ngọc ánh hình như cô đang lầm tưởng điều gì đó. anh nhếch môi cười khẩy. cô nên nhớ vị trí của mình ở đâu và xuất hiện ở nơi này với vai trò gì. đồ tùy tiện. liếc xéo anh một cái. ngọc ánh đi đến gương và ngắm nhìn bản thân, đôi tay vòng ra sau vừa ý kéo khóa đã bị một đôi tay khác chặn lại. Nhìn người con trai trong gương, cô mở to đôi mắt trong veo như mặt nước. Lê Hùng kéo khóa váy ở sau lưng cô, rồi ôm chầm lấy cô. Cầm cũng tựa lên đôi vai đầy gầy gợi cảm. Em rất đẹp. Ngọc Ánh ngỡ người khi cảm nhận rõ mồn một, một sự ấm áp từ vòng ngực của anh. Trong tim như có ít mật ngọt đổ vào. Hai má đỏ ửng lộ rõ sự lúng túng từ cô thế lê hùng cứ chăm chăm nhìn thẳng vào mắt cô trong gương ngọc ánh hổ thẹn cúi thấp đầu anh hiện tại như một người đa nhân cách lúc bình thường thì luôn hà hiếp khó dễ với cô nhưng một khi đã ở bầu không khí gượng gạo như bây giờ anh lại thay đổi cách xưng hô và dịu dàng ôn nhu như thế thật sự rất khó lường nữ hoàng của tôi ơi tôi không cho phép em cứ cúi gằm như vậy nâng cằm của ngọc ánh lên cao đôi môi mềm mại ngậm lấy phần cổ trắng ngần của cô một cái. Lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu đầy sang trọng và kiêu hãnh. Là phụ nữ của tôi thì phải học cách làm nữ hoàng đầy thuần thục. Vòng tay siết chặt lấy eo, Ngọc Ánh run người vài cái, cả người trở nên khép nép. Lê Hùng chính là người đàn ông đầu tiên gần gũi với cô quá mức thế này. Anh cứ cho cô cay đắng, rồi lại chút vào đầy mật ngọt. Hiện tại Ngọc Ánh không hiểu Lê Hùng đang muốn cô làm gì, nói là nhân tình nhưng lại không phá thân thật sự cô rất khó hiểu về những gì anh ta làm lê hùng nó hơi gượng ngọc ánh xấu hổ hai tay đan chặt vào nhau khi không còn ai cả cứ gọi anh là anh hùng chất giọng trầm trầm và hơi thở nam tính của anh phả vào tai khiến ngọc ánh rùng mình anh hùng nó đúng là rất ngượng đấy em là người phụ nữ của anh anh cấm em tuyệt đối không được có quan hệ mật thiết nào với tên đàn ông nào khác, hiểu chứ? Giọng nói của anh trầm ổn, ôn nhu, nhưng ẩn sâu trong đó chính là ngọn lửa hừng hực. Ánh mắt tuy an bình, nhưng từ đáy mắt đã phần nào dậy sóng. Ngọc Ánh từng khóc, anh thấy, lần đó cô lại khóc vì một tên đàn ông bạc tình chứ không phải anh. Cứ mỗi lần nhắc đến, anh lại điên tiết. Ai cho phép cô rơi nước mắt vì tên đốn mặt như vậy? Đúng là ba tôi đã bán tôi cho anh hít một hơi sâu cô thốt lên vậy thì tôi chỉ làm món hàng xong nhiệm vụ của mình thì thôi anh còn muốn quản luôn đời tư của tôi sao vừa nghe bấy nhiêu lê hùng đã thấy không thuận vào tai có món hàng nào mà có hai người chủ trước sau cô vẫn vậy lúc nào cũng thách thức sự kiên nhẫn trong anh anh muốn mua luôn cuộc đời của em chiếc xe dừng lại trong sân biệt thự lê gia mở cửa bước xuống lê hùng thả lỏng cà vạt rồi đi vào trong trên tay mang theo một túi nước yến mà mình phải khó khăn lắm mới mua được ở nước ngoài. Bởi vì số lượng có hạn nên phải đặt trước cả hai tháng để ra một loạt sản phẩm mới. Mẹ anh đang không khỏe nên sử dụng loại này là tốt nhất. Bước vào tới phòng khách với tâm trạng đang vui vẻ thì bỗng dưng Lê Hùng khựng người, đôi mày cũng nhíu lại với nhau. Ngó lơ người trước mắt anh lại tiếp tục bước đi. Con trai, quên người ba này rồi sao? Người đàn ông vẫn dán mắt vào tờ báo, không nhìn thấy anh lấy lần nào. Thần thái vẫn ung dung, sắc khí ngút trời như thời trai trẻ. Bốn dĩ hai cha con đối nghịch nhau, nhưng Lê Hùng lại là người thừa kế duy nhất của Lê gia. Bây giờ cứ để cho anh tung hoành quậy phá cho đã đi, sau này người gánh chịu hậu quả toàn phát vẫn là anh mà thôi. Về sau, toàn phát phồn vinh hay suy đồi thì đều nằm trong bàn tay của Lê Hùng và những việc làm đầy ngông cuồng hiện tại ba về khi nào vậy tuy đã lướt qua chỗ ông nhưng anh vẫn không quay người lại một tay cho vào túi lê hùng chỉ nghiêng mặt nhìn ba về được hai ngày rồi lại dán mắt vào tờ báo lê toàn đưa tách trà lên miệng và nhấp một ngụm con lên phòng của mẹ đây chẳng luyến tiếc thêm điều gì lê hùng dứt khoát bước lên bậc thang để đến phòng của bà phi điều tiếp theo anh biết rõ lê toàn sẽ nói gì muốn kết thông gia với trương gia sao không hề có chuyện đó xảy ra đâu mẹ ơi là con đây lê hùng à con vào đi cánh cửa mở ra lê hùng vào trong rồi nhẹ nhàng đóng chặt lại bà phi ngưng lại việc thêu thùa mọi chú ý đều dồn về cậu quý tử nhìn theo từng chuyển động của anh không sót một giây bà mỉm cười nhẹ nhàng đi ra ban công lê hùng ngồi xuống bộ ghế đệm mây cạnh mẹ mình đặt túi nước yến lên bàn anh nở ra một nụ cười nhẹ Sức khỏe của mẹ vẫn ổn chứ ạ? À? Mẹ vẫn còn khỏe lắm con trai Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay to lớn Bà dịu giọng Dạo này thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ con? Mọi chuyện tiến triển tốt đẹp lắm Mẹ đừng lo Siết chặt đôi tay mảnh mai Anh nhẹ nhàng áp vào má Còn cũng 30 rồi Mẹ nghe ba nói Trương Huệ sắp về nước Hay là con và con bé cho nhau cơ hội đi Lê Hùng thở dài Anh biết mẹ lúc nào cũng lo lắng cho anh Việc Lê Hùng không tiếp xúc với phụ nữ Mẹ anh không hề hay biết Khi trước anh toàn tiếp xúc với bà thôi Mẹ là người duy nhất có thể ở gần anh Và bây giờ lại có thêm một hỏa ngọc ánh Nếu như cưới Trương Huệ Thì làm sao nối dõi Lê ra Và là anh làm gì có tình cảm với cô ấy Mà cưới với hỏi Mẹ à con không thể cưới Trương Huệ được Hai mày nhíu chặt Cả gương mặt của anh nhăn nhó Sao lại không được bà phi khó hiểu cố gắng giải thích với con trai xuất thân của trương huệ rất tốt lại được du học ở nước ngoài con bé cũng xinh xắn đáng yêu còn điều gì khiến con chưa hài lòng nữa sự thật là nói tới đây lê hùng hơi ngập ngừng có chuyện gì chứ gương mặt càng biến sắc bà phi hối thúc con không thể chạm vào phụ nữ nghe được bấy nhiêu khiến thâm tâm của bà chợt hốt hoảng bà đã không nghe lầm chứ con, con nói gì? Đừng có nói con thích... Không phải vậy đâu mẹ. Mỗi lần con chạm vào phụ nữ là bản thân khó thở, sức lực như là mất hết, đến độ muốn chết đi sống lại. Dù chỉ là vô tình thôi thì cũng thành ra như vậy. Mẹ bảo con làm sao có thể cưới Trương Huệ được đây? Đôi mắt bà nhìn anh mang đầy tia phức tạp, anh thở dài một cái. Chính bản thân anh đây còn không biết phải làm thế nào nữa. Cho là vậy, mẹ tin con mà con thử tiếp xúc với trương huệ xem sao biết đâu con bé sẽ là ngoại lệ nắm chặt bàn tay của anh bà hảo hứng nói năm đấy học cùng cấp 3 trương huệ đùa giỡn với bạn vô tình vai trúng con kết quả cũng như vậy thôi mẹ vậy thì biết phải làm sao bây giờ chẳng lẽ lê gia tuyệt tự tuyệt tôn sao mẹ chỉ có con là con trai bây giờ thế này thì mẹ biết sống thế nào thấy bà cứ thấp thỏm lo lắng lê hùng khẽ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên đôi bàn tay không ngừng run rẩy. Đối với anh cả cuộc đời này Chẳng ai có thể so sánh hay thay thế cho mẹ anh được Bà đúng là một người phụ nữ tuyệt vời Mẹ yên tâm Khi nào con chinh phục được người con gái hợp với mình Thì con sẽ giới thiệu cô ấy với mẹ đầu tiên Đẩy cửa đi vào phòng làm việc Ngọc Ánh đến công ty với tâm trạng đầy uể oải. Cả đêm qua vì ấm ức Suy nghĩ về chuyện của bữa tiệc Mà chẳng hề ngủ được Đúng là thất vọng quá đi Biết bao nhiêu công sức cô và Tiểu Nguyệt bỏ ra Cuối cùng không trọn vẹn Còn gì hụt hẫng hơn chứ Ngồi phịch xuống vị trí của mình Ngọc Ánh nhìn Tiểu Nguyệt rồi ôm lấy cánh tay của cô ấy Mà nũng nỉu Tiểu Nguyệt à Chán đời quá đi Cậu sao thế Tiểu Nguyệt không phản kháng Tay còn lật lật xem văn kiện Cậu thật sự không buồn sao Ý tưởng của tụi mình chỉ được duyệt 70% thôi đấy Khóc không ra nước mắt Cô lại rụi đầu vào tay cô ấy vài cái À, mình biết chuyện này rồi, nhưng cũng phải chịu thôi. Cậu cứ giàu dĩ như vậy thì cũng đâu được duyệt 30% còn lại. Nhưng mình tức quá. Mặt mày nhăn nhó, Ngọc Ánh bĩu môi. Thôi nè, ăn cái này không? Lấy trong túi ra một túi kẹo dưa hấu, Tiểu Nguyệt nháy mắt. Hôm qua mình mua ở siêu thị đấy, nhiều lắm. Wow, kẹo này ngon lắm nha. Hai mắt của Ngọc Ánh sáng rỡ, vừa định cùng Tiểu Nguyệt thưởng thức thì lại bị ai kia làm cho khựng lại. Ngọc Ánh, em biết tin gì chưa đứng đối diện cô dương khải chống hai tay lên bàn mà không khỏi hào hứng tin gì ạ mắt hai cô mở to người cũng tựa sát vào ghế những món ăn mà em và tiểu nguyệt lựa chọn đã được lê tổng đổi lại rồi dương khải xoa cằm trên môi lại nở ra nụ cười không ngớt thật thật sao không thể tin vào những gì mình vừa nghe ngọc anh khá ấp úng đương nhiên là thật rồi lúc em đi rồi thì lê tổng đã kêu anh đổi lại còn bảo không có lệnh của anh ta Thì không được thay đổi bất cứ thứ gì Yeah Hào hứng ôm lấy Tiểu Nguyệt Ngọc Ánh không khỏi phân khích Mình thành công rồi Tiểu Nguyệt ơi Phải đấy Cậu không phải buồn lo nữa rồi Còn một thông tin sốt dẻo nữa đây Vĩnh Thiết từ đâu lủ lù xuất hiện Và khoát tay lên vai của Dương Khải Chiều hôm nay cả công ty chúng ta Sẽ được nghỉ Để chuẩn bị cho buổi tiệc vào buổi tối Thích quá ngọc ánh đã vui vẻ bây giờ lại còn vui hơn bao nhiêu công sức cô bỏ ra đúng là không hề uổng phí lấy điện thoại trong túi ngọc ánh chẳng buồn xem ai gọi rồi đưa máy lên tay ngọc ánh nghe đây ạ à? trưa nay ra ngã tư gần công ty đợi tôi chúng ta sẽ đi đâu sao lắm lời biết là do đó chờ được rồi vâng ngọc ánh tắt máy tâm trạng bây giờ thư thả vô cùng Cô không thể tin là Lê Hùng đã lên tiếng giúp mình luôn Càng ngày càng thấy được nhiều thứ tốt về anh ta Mỗi cái một chút ít Khiến cô cũng thoải mái hơn phần nào Hiện tại cô cũng quên bén luôn Chuyện mình đã giận anh là gì Hết giờ làm việc Ngọc Ánh đứng ở ngã tư cách Hùng Phát tầm 100 mét Giờ này nhân viên đa số Đã về hết Nên cũng không có gì đáng lo ngại Ít ra cũng sẽ chẳng bị ai nghi ngờ Một con xe màu trắng đỗ trước mặt cô ngọc ánh nhìn ngó xung quanh rồi mở cửa nhanh chóng yên vị ở ghế phủ đây là lần đầu tiên được ngồi trên phương tiện đắt tiền thế này nên tâm tính tò mò của cô không ngừng trỗi dậy điều khiển xe rời đi lê hùng tháo mắt kính đen to bản ra hai mắt khẽ liếc nhìn qua cô anh háng giọng đã ăn gì chưa tôi chưa ăn nữa ngọc ánh lắc đầu nghiêng mặt nhìn anh bánh đưa tôi đi đâu đây chưa ăn thì đi ăn Cô muốn ăn gì Hai mắt nhìn thẳng phía trước Anh hỏi bâng quơ Tôi muốn ăn mì Thêm cả thịt nướng nữa cơ Tôi biết quán bán ngon lắm Ngọc Ánh chu môi nói Tôi không quen ăn ở những nơi linh tinh Đi tới nhà hàng của tôi đi Nói đúng ra là Bản thân của anh rất bị dễ rối loạn tiêu hóa Những món ăn thường ngày đều không được kiểm vệ sinh an toàn trước Rồi mới được dùng Lê Hùng cũng không hề ăn ở những nơi lạ May rồi không chế biến không an toàn Thì lại phiền phức thêm Vậy đi ăn những món ăn xa xỉ anh từng ăn sao Tôi cũng không quen ăn mấy món đó đâu Ngọc Ánh bĩu môi Thái độ lại hời hợt Vậy anh đưa tôi đến đó đi Xong thì anh muốn ăn đi đâu thì ăn Cô đúng là phiền phức quá đấy Anh không đi thì thôi Biểu môi trêu người anh Ngọc Ánh lấy điện thoại ở trong ví ra nghịch Thả im lặng hay nói chuyện với đầu gối còn hơn Nói chuyện với người như anh ta Chỉ nặng hơi mỏi cổ hao tốn nước bọt Chứ chả được gì Lê Hùng liếc mắt nhìn cô lắc đầu vài cái Cô gái này đúng là bướng bỉnh quá mà Điều khiển xe và quán ăn Ngọc Ánh chỉ Anh tìm chỗ đỗ rồi gỡ dây an toàn Ngọc Ánh há hốc mồm Không ngờ anh lại đến đây thật Một vị tổng tài sang trọng như anh Mà lại đồng ý đến đây đúng là chuyện lạ Không xuống à Câu hỏi của anh làm cô giật mình vội vã tháo xe an toàn ngọc ánh lon ton chạy theo anh vì là buổi trưa nên quán không đông khách lắm lê hùng chọn bàn ở góc khuất vừa vắng vừa yên tĩnh lại không bị chú ý chuyện gọi món và nước uống anh đều phó mặc cho ngọc ánh xem ra chẳng hề quan tâm gì mấy lấy quyển tạp chí có sẵn để kệ bên cạnh anh dựng dưng mở ra đọc ngọc ánh ngáp dài một cái đúng là đi ăn với anh chán quá đi vô vị Đi hai người mà nãy giờ cô cứ tưởng mình đi một mình thôi đấy chứ. Ngọc Ánh thì im lặng, còn Lê Hùng chỉ lo đọc báo. Đến khi thức ăn được mang lên đầy đủ, vẫn không chạm tay vào đũa. Mà kệ cô muốn ăn uống gì đó, anh chỉ dán mắt vào quyển tạp chí trên tay. Hậm hực mím môi, cô nhìn anh rồi gắt gỏng. Lê Hùng, anh có ăn không hả? Hạ quyển tạp chí xuống một xíu, hai mắt của anh lúc này nhìn chăm chăm vào Ngọc Ánh, khiến cô hơi lúng túng. Lấy thịt trong xiên ra đĩa Cô cầm đũa của anh Rồi gắp một ít đưa lại gần Anh thử đi Cô không thể nào nói ngọt ngào hơn sao Nhìn cô với ánh mắt kỳ thị Anh nhếch một bên môi Cắn môi dưới Ngọc Ánh trợn tròn mắt Xuyết tí thì muốn lên cả tăng sông Tên này đúng là được nước làm tới Ai bảo cô lại dưới cơ hắn chứ Lại trở lại Phật Cho anh ta mau mau chán cô đi Rồi tha cho số vận hầm hưu của cô dùm cái anh Hùng, anh ăn thử đi, ngon lắm đấy. Giọng nói như mật ngọt, lại kèm theo nụ cười rất duyên dáng, từ cô, khiến gương mặt của anh vô thức ửng hồng. Lê Hùng có thể cảm nhận được một một hai má của mình nóng gian, trái tim trở trở nên sao động. Quả thật trong mắt của anh lúc này chỉ có mỗi Ngọc Ánh thôi. Hắn giọng vài cái, Lê Hùng kể môi ăn lấy phần thịt mà Ngọc Ánh gắp cho mình. Đây là lần đầu tiên anh được ăn món này Mùi vị cũng khác quá, khi vừa ăn thì ngọt ngọt, nhưng nuốt xuống lại béo béo, thêm cả vị cay cay của ớt lại rất kích thích khẩu vị. Chủ quán, cho thêm 20 xiên nữa." Nhìn vào hướng nhà bếp, anh gọi to. "Anh ăn hết không mà gọi nhiều vậy, không hết thì phí lắm đấy." "Tôi gọi cho cô kia mà." Nhún vai một cái, lúc này anh mới cầm đũa gắp lấy vài miếng thịt. Ngọc Anh thấy vậy liền bĩu môi, ra vẻ thanh cao lắm. Bây giờ ăn ngon rồi phát nghiện Lê Tổng, đã xong rồi ạ à? Nhân viên kéo tấm mảng lớn Của phòng thay đồ Người con gái bên trong Thanh thuần với bộ váy màu trắng Mà hôm qua anh đã tặng Gương mặt được make up kỹ lưỡng Phần tóc cũng được bung xóa ra Tuy rằng bây giờ cô xinh đẹp, hoàn hảo hơn Nhưng anh lại thích nhan sắc mộc mạc của cô thường ngày Không phấn son má hồng Không nước hoa nồng nặc Nhưng lại rất quyến rũ và thu hút Quả thật là nếu như cô chăm chút cho ngoại hình mình hơn thì ra đường cả khối người theo đuổi. Như vậy càng không được. Cô cứ là cô của thường ngày đi, không cần phải thay đổi thêm bất cứ thứ gì cả. Cả người đang không ổn, bụng của anh tự nhiên lại đau đau nhưng không nhiều, có thể dễ dàng kiểm nén. Bàn tay áp lên chán rồi thở dài. Đột nhiên nhìn thấy Ngọc Ánh khi vừa thay đổi xong, mải lo nhìn ngắm mà quên cả cơn đau của bản thân. Thế lê hùng cứ nhìn mình chằm chằm ngọc ánh ngượng ngùng nhìn sang hướng khác lần đầu tiên cô ăn mặc thế này tuy rằng rất đẹp trang phục cũng rất kín đáo nhưng cô lại cảm thấy rất ngượng đặc biệt là khi ánh mắt của lê hùng dừng lại trên người của mình lê hùng đứng dậy bước đến gần cô một lần nữa anh quét mắt từ trên xuống dưới với vẻ hài lòng lê tổng trang phục của cô hoàng đây có vẻ chật ở eo nhíu mày một cái anh đưa mắt nhìn ngọc ánh tối qua chẳng phải là rất vừa vặn hay sao vậy mà bây giờ đã chật rồi có chật không hai má đỏ dần dần cô lý nhí lúc nãy tôi ăn nhiều quá nên hơi chật hơi mím môi anh liếc mắt nhìn những nhân viên rồi hất hàm về phía cửa ra ngoài vâng sau khi họ vừa đóng chặt cửa thì lê hùng đã kéo tấm mảng che kín phòng thay đồ ngọc ánh hoảng hốt lùi người lại hai tay cũng vô thức đưa lên che lấy ngực mà phòng bị một tay chống lên tường Một tay ôm lấy vòng eo bé nhỏ Đôi mắt mang một màu đen lé của anh Nhìn từng đường nét trên gương mặt cô Khiến Ngọc Ánh vừa ngược Lại vừa xấu hổ Trông hai tay lên vòng ngực của anh Cô cố đẩy ra Anh đừng làm như vậy Ở đây có camera đấy Và lại cũng sắp bắt đầu buổi tiệc rồi mà Chẳng ai cài camera Hướng về phòng thử đồ cả Áp sát vào cổ Ngọc Ánh Lê Hùng nhẹ hít lấy hương thơm thoang thoảng Cả mặt đỏ dần dần Cô ra sức cự tuyệt Tôi thấy sắc mặt của anh không tốt Có phải đã không ổn rồi không Nhìn rõ tâm tư của anh như vậy sao Lê Hùng dùng lực vừa đủ Khiến cô gọn gàng tự hẳn vào người Anh buông ra đi chứ Ngước cương mặt xinh đẹp nhìn anh Cô cố gắng vùng vẫy Được, tha cho em Đặt lên má của Ngọc Ánh một nụ hôn Khiến cô chợt ngỡ ngàng Anh buông cả hai tay Khi anh đã quay lại sofa ngồi xuống thì Ngọc Ánh lấy một hũ dầu nhỏ trong giỏ sách rồi đi tới ngồi cạnh anh. Có lẽ anh bị đau bao tử, thoái dầu cho ấm bụng rồi về uống thuốc sau. Thoa thế nào nhỉ? Ánh nhìn của Lê Hùng lúc này cực kỳ lưu manh, đồ háo sắc. Ngọc Ánh hậm hực đi ra ngoài, chẳng thèm để ý tới anh. Buổi tiệc của công ty cuối cùng cũng bắt đầu. Sự xuất hiện của Ngọc Ánh khiến mọi người xôn xao bàn tán Đầu tiên là ngoại hình lung linh của cô. Thứ hai là bộ váy đắt tiền mà cô đang mặc. Cả đôi giày cũng là loại số đỏ của hãng V, hãng thời trang lớn nhất cả nước và thuộc hàng top của thế giới. Ngoại hình như một nàng công chúa kiêu sa của cô hiện tại, khiến tất cả đều trầm trồ. Ngọc Ánh hào hứng đứng cạnh Tiểu Nguyệt. Thượng phu nhân sắp đến rồi. Cô thật là rất muốn nhìn thấy cô ấy ở ngoài đời thực, chứ không phải là trên những bức ảnh ở trên mạng. Ngọc Ánh, cậu thích cô ấy lắm sao? Mình không những thích cô ấy mà còn ngưỡng mộ chuyện tình cô ấy và thượng tổng nữa cơ. Thật sự rất tuyệt vời. Chịu thua cậu đấy. Không chừng khi được đứng gần cậu, cậu lại ôm chầm lấy cô ấy cũng nên. Được vậy thì còn gì bằng. Cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Lúc này ở ngoài cửa chính, có một đôi vợ chồng đang đi vào. Nam nhân khí phách hơn người, khương mặt tựa như tượng tạc, dáng vóc to cao, hiên ngang như một vị vua hùng dũng. Khoai tay anh ta là một người phụ nữ với thân hình đầy đặn, làn da trắng hồng, từng uyển chuyển đều nhẹ nhàng thanh thoát. Trong bộ váy màu hồng nhạt, người phụ nữ càng diễm lệ và yêu kiều. Sự xuất hiện của họ khiến Lê Hùng đang trò chuyện cùng một vài vị tổng tài cũng phải nhờ Lâm tiếp đón. Còn bản thân thì lui lại rồi đi đến bắt tay với họ. Chào Thượng Tổng. Lê Tổng, lâu giờ không gặp. Lê Tổng thay đổi nhiều quá. Suýt nữa thì tôi đã không nhận ra Thục Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi có sao? Ấy vậy mà hai người vẫn như ngày nào đấy. Luôn trẻ trung và hạnh phúc hơn lúc trước nhiều. Tôi nghĩ là mình già nhiều hơn đấy. Bị vợ ức hiếp vậy mà. Vừa dứt câu, Phục Ân nhìn sang vợ mình và nở ra nụ cười trêu chọc. Anh này! Đánh vào tay anh một cái, Thục Anh cắn môi dưới. Thượng Ân lớn hơn Lê Hùng 8 tuổi. Ba năm trước, khi xong lễ cưới với Thượng Phu Nhân thì có dự án rất lớn để hai bên hợp tác với nhau và cũng chỉ vừa kết thúc mới đây vì vậy mà giữa anh và họ cũng được gọi là thân thiết thỉnh thoảng anh cũng hay đến nhà của phục ân nghe người từng trải cho lời khuyên câu nào nghe cũng thấm phòng dành cho khách đã chuẩn bị sẵn chúng ta tới đó đi lê hùng đưa hai người họ lên tầng trên khi thục anh vừa lướt qua ngọc ánh với cự ly gần thì suýt làm cô hét toáng lên may là có tiểu nguyệt ngăn cản lại Lắc đầu vài cái Tiểu Nguyệt cốc nhẹ lên chán của cô Hoàng Ngọc Ánh này đích thị là fan cuồng rồi Tiểu Nguyệt Ngọc Ánh Chúng tôi đang tổ chức giải câu đố Hai cô có muốn chơi cùng không Nhân viên phòng kế toán hỏi Được đó Ngọc Ánh chúng ta cùng qua đó đi Tiểu Nguyệt định kéo cô đi Nhưng Ngọc Ánh lắc đầu từ chối Mình không giỏi giải câu đố nên không tham gia được rồi Không sao Những câu đố này đều liên quan đến công ty của mình cả Mọi người tham gia cùng đứng xung quanh chiếc bàn tròn, giữa bàn là một chai rượu đã cạn, Thành làm sẽ xoay chai rượu, miệng chai hướng về ai thì người đó sẽ trả lời. Và câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn và để trong một chiếc hộp nhựa trong suốt. Còn ai tham gia nữa không? Không còn thì tôi sẽ bắt đầu nhé. Bà thông báo trước, trong hộp này sẽ có một câu hỏi rất vô lý đấy. Ai thắng sẽ được thưởng, còn ai thua sẽ chịu phạt, và hình phạt đó thì do chúng ta yêu cầu. Ồ Ai mà trả lời câu đó thì đúng là xui xẻo tận mạng. Lệ cười khẩy. Bắt đầu. Thành Lam xoay chai rượu. Nó quay rất nhiều vòng, rồi từ từ chậm lại và dừng ở vị trí của Vĩnh Thiết. Wow, tôi mở màn cơ đấy. Lệ xáo trộn mới giấy trong hộp, lấy đại một cái rồi đưa cho anh. Câu hỏi số 5. Kể tên những dự án lớn mà Hùng Phát từng hợp tác. Dự án lớn rất nhiều, nhưng tôi chỉ kể hai dự án hoành tráng nhất nhé. Đầu tiên là nhâm lộc Thứ hai là với thượng ẩn Chính xác, đây là phần quà của anh Thành làm đưa cho anh ấy Một phần quà đúng với số thứ tự của câu hỏi Chai rượu lại xoay Ngọc Ánh kinh hãi khi thấy nó Chạy chậm rồi sắp dừng lại chỗ mình Nhưng may thay Nó lại dừng ở chỗ của Vi Khiến cô thở vào nhẹ nhõm Lệ bốc một câu hỏi rồi đưa cho cô ấy Câu hỏi số 13 Tính đến nay Hùng Phát đã thành lập được bao nhiêu năm? Câu trả lời của tôi là 8 năm. Chính xác, phần quà của cô đây. Dễ thật đấy. Tiểu Nguyệt không khỏi suýt xoa. Chai rượu lại xoay xoay. Lần này nó dừng hẳn ở ngay Ngọc Ánh. Mặt mày cô tái mét khó coi. Vừa vào Hùng Phát không lâu, thì làm sao mà cô biết được tất tần tật thông tin của người ta chứ? Lệ giấu một tờ giấy trong lòng bàn tay. Tinh ý để người khác không nhìn thấy rồi để vào hộp nhựa giả vờ xáo trộn, ra vẻ bốc đại một tờ, rồi đưa cho cô tờ lúc nãy. Ngọc Ánh mở ra đọc câu hỏi, tuy nhiên vừa đọc xong thì cô đứng hình không thể nhúc nhích. Câu hỏi số 45, địa chỉ của nhà Lê Tổng. Ơ, ờ, nó vô lý vậy. Tiểu Nguyệt nhíu mày khó hiểu, nhìn Thanh Lam và Lệ. Tôi đã nói trước rồi mà, có chơi có chịu. Thanh Lam nhún vai. Ngọc Ánh, cô trả lời được không? ừm uhm, tôi chịu phạt những lần trước chỉ là vô tình chạm mặt và cô và lệ đã khẩu chiến với nhau bây giờ nói ra thì chắc chắn là không thể yên ổn với mấy cô mấy chị kia mối quan hệ của cô và lê hùng dù là mua bán hay là chủ tới gì thì cũng không nên để cho họ biết được cô có hai lựa chọn một là đi lên tầng trên và lấy được cà vạt của lê tổng bằng cách nào đó thì tùy cô tôi không quan tâm còn hai thì để cho Đức hôn cô một cái, môi chạm môi nhé. Lệ vòng tay trước ngực và nhìn, Ngọc Ánh với ánh mắt thách thức. Lê Tổng vốn rất khó chịu và lại càng không để mắt đến nhân viên. Đang tiếp khách trên đó mà bị làm phiền thì Hoàng Ngọc Ánh này chắc chắn sẽ bị tống cổ ngay. Còn Đức, ai trong công ty này không biết cậu ta là cái tên bốn mắt ở bẩn. Ăn mặc thì lôi thôi lếch thích. Lần này để xem Ngọc Ánh sẽ chọn ai. Ủa? Lê Tổng đang tiếp khách Cô muốn cô ấy bị sa thải hay sao? Tiểu Nguyệt bất bình cáo gắt Vậy thì chọn nụ hôn với Đức đi Thanh Lam nhớ mày mỉm cười thích thú Cô... Thôi mà Tiểu Nguyệt Ngọc Ánh ngăn Tiểu Nguyệt lại Rồi nhìn Đức Anh ấy không phải là xấu xí gì Nhưng không hề biết chăm sóc cho bản thân Cô lại rất ghét những người ở bẩn Đổi lại là Lê Hùng Thì dù sao Cô và anh ấy cũng có quen biết chút ít Bất quá thì tối nay về bị anh ta mắng cho một trận Chưa bây giờ Bảo cô khóa môi với Đức Thì đúng là một chuyện khó khăn Tôi sẽ gặp Lê Tổng Ok, mời cô Thanh Lam và Lệ tránh đường và nhìn nhau mỉm cười một cái Nuốt nước bọt kia ực Ngọc Ánh hít thật sâu rồi bước lên bậc thang Cậu trời cho Lê Hùng đừng nổi giận Bằng không cô sẽ bị mất việc làm Mà khó khăn lắm mình mới có được Vì là người bày trí phòng dành cho khách nên rất nhanh chóng ngọc anh đã đi thẳng đến đó mà không phải mất công tìm kiếm vũ và linh chi chắc là lớn lắm rồi nhỉ rót tách trả vào tách lê hùng ôn tồn hỏi vũ năm nay mới tám tuổi nhưng mà rất phát triển về chiều cao còn linh chi nữa con bé bây giờ đã vượt trội hơn những bạn cùng trang lứa thục anh mỉm cười giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như ngày nào không biết gặp lại một lần nữa hai nhóc có nhớ tôi không Lê Hùng cầm lấy tách Nhấp môi một ít trà Hai đứa vẫn nhắc chú hoài đấy thôi Còn hỏi là khi nào chú lấy vợ đấy Phục ân đặt tách trà xuống bàn Rồi cười thích thú Anh nghĩ là tôi lấy vợ được sao Ngả người ra sau sofa Anh chỉ mỉm cười một bên môi Cái bệnh của chú đúng là hiếm gặp Mà tôi không tin trên đời này Lại không có cô gái nào phù hợp cả Đã có Nhưng mà người ta chẳng bao giờ nghe lời tôi Anh nhún vai Lại chán trường chặt lưỡi chỉ toàn là chống đối Như vậy chẳng phải là thú vị hơn sao Ngày xưa vợ tôi cũng thú vị Cứ lẽo đẽo theo sau xin làm quen đấy Vừa nói Phục Ân vừa nhớ mày trêu ngươi Thục Anh Chuyện của chúng tôi Chắc là không cần kể lại cho chú nghe nữa đâu nhỉ Vừa liếc xéo chồng trong Cục Anh nhìn Lê Hùng và mỉm cười Chú thông cảm Gần bước sang tuổi 40 Nên có hơi linh tinh đôi chút Chúng ta không chấp Phải công nhận ngày trước và bây giờ thượng tổng khác hẳn một trời một vực. Ngày ấy oai phong lẫm liệt, nghiêm túc bao nhiêu, thì bây giờ lại hay đùa dẫn bấy nhiêu. Lê Hùng lại châm chọc. Khi chú có vợ có con, tâm tính cũng khác hẳn thôi. Khoác tay ôm lấy bả vai của Thục Anh, Phục Ân nháy mắt một cái. Tôi cũng mong là vậy đấy. Bỗng có tiếng gõ cửa. Vào đi. Lê Hùng nhíu mày, có vẻ không hài lòng là mấy. Đã căn dặn trước là sẽ có khách quý không được làm phiền. Vậy mà bây giờ lại tìm đến Không biết là có chuyện gì nữa đây Ngọc Ánh bẽn lẽn mở cửa Nhìn thấy ba người họ Cô liền cúi đầu chào Thục Anh vừa nhìn thấy Ngọc Ánh đã có cảm tình Liền mỉm cười vui vẻ Cô vào đây đi rón rén đi vào trong Chưa quyết định gõ cửa thì cô đã chuẩn bị tâm lý vững vàng rồi đấy chứ Vừa phải chịu áp lực từ Lê Hùng Lại được gặp người mà bình thích Thì làm sao mà không hồi hộp Đứng trước họ Ngọc Ánh lễ phép cúi chào Chào Lê tổng, Thượng tổng, Thượng phu nhân. Cô gái, cô xinh quá." Thục anh đi đến bên cạnh và nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé. "Cảm ơn Thượng phu nhân." Hai má của Ngọc Ánh đỏ dần dần, phải nói là khi nhìn gần thì Thục anh đúng là cực phẩm. Lê Hùng và Phục Ân nhìn nhau, thấy Phục Ân hất hàm về phía Ngọc Ánh, thanh biết anh ấy đã nhận ra gì đó rồi, đúng là người từng trải có khác. Lê Hùng đứng dậy, đi tới trước mặt cô, cho hai tay vào túi. Suy nghĩ của anh bỗng trở nên phức tạp. Có chuyện gì sao? Lúc nãy tôi có chơi giải câu đố với mọi người, nhưng tôi thua và phải chịu phạt. Ngọc Ánh sợ hãi, lảng tranh ánh nhìn từ anh. Phạt thế nào? Ngượng chín cả mặt, cô không trả lời. Hết nhìn Thục Anh rồi lại nhìn Phục Ân. Nhận ra vẻ lúng túng, Lê Hùng bắt lấy cổ tay cô rồi kéo ra ngoài. Thất lễ với anh chị, Tôi sẽ quay lại ngay Sau khi kéo cô vào căn phòng bên cạnh Lê Hùng đóng cửa Rồi khóa cả chốt bên trong Trong khi cô vẫn còn đứng bất ngợm Mà ngơ ngác Anh đã ngồi phịch xuống sofa Vắt chéo chân Lê Hùng dương đôi mắt đầy ẩn ý nhìn cô Đúng ra nếu như bình thường Anh sẽ nổi nóng mà đuổi đi Nhưng hiện tại thì không Ban đầu đúng là rất tức giận Bởi vì có người cả gan làm phiền Khenh tiếp đối tác Tuy nhiên khi nhìn thấy Ngọc Ánh, anh liền hạ hỏa, giống như ngọn lửa đang nhen nhóm lại bị cơn mưa dập tắt. Hình phạt là gì? Ngọc Ánh ngớ người, đến độ phải nghe câu hỏi của anh thì mới có thể bừng tỉnh. Biết rằng bản thân đã sai nên cô chỉ cúi thấp đầu và lý nhí. Một là tìm anh để lấy cả vạt, còn hai là phải để cho Đức hôn. Trong đầu xuất hiện hình ảnh Đức Sáp sắp va chạm vào cơ thể, khiến Ngọc Ánh không ngừng run rẩy Thật sự rất đáng sợ Ngả người tựa ra sau sofa Lê Hùng nhếch môi Nới lỏng ca vát Đôi môi của anh cong lên đầy mê hoặc Chúng ta cùng trao đổi Muốn lấy cà vạt của tôi Thì cô cũng phải đổi lại thứ gì chứ Đổi sao Ngọc Ánh thở dài Tôi chẳng có gì để đổi cả Quyết định đi Đổi với tôi hay để Đức hôn đây Dừng dưng nhìn cô Thái độ của anh lộ rõ vẻ bất cần Được rồi, tôi sẽ đổi với anh lại đây ngoan ngoãn nghe lời ngọc ánh tiến lại gần anh tuy nhiên vẫn còn rất xè chừng ngồi xuống cạnh anh cô cố gắng ngồi xa xa để giữ khoảng cách lê hùng anh muốn đổi gì chứ ở đây Ngón cái lướt qua môi của mình anh nhướng mày đổi xong thì muốn lấy gì cũng được anh không được đâu càng ngồi anh xa hơn Cả gương mặt của cô càng đỏ dần dần Toàn thân run lẩy bẩy Lê Hùng càng ngồi gần Thì cô lại càng né xa Vậy thì xuống dưới để đức hôn đi Một cái là xong Vuốt gọn lại mái tóc Anh đứng dậy chỉnh trang lại âu phục thì anh vừa quay bước rời đi Ngọc Ánh vội níu lấy tay áo của anh mà giữ lại Cô biết rõ tính khí của anh ta quá mà Bây giờ mở xuống đó để Đức tùy tiện Thì đêm nay về căn nhà đó sẽ nổ tung cho mà xem Đúng là gặp hoạn nạn thì lập tức dồn cô vào thế khó Tôi đổi với anh Hài lòng ngồi xuống ghế sofa dáng vẻ của anh lúc này Như là chờ Ngọc Ánh chủ động vậy Cắn chặt môi dưới Cô bước tới ngồi cạnh anh Đôi mắt ngắm nhìn người đàn ông trước mặt Cô khẽ nói Tôi vốn dĩ chưa từng hôn Sẽ làm anh mất hứng đấy Bắt đầu Không quan tâm lời cô nói Anh vươn tay ôm lấy eo Rồi kéo cô sát vào người Hai mắt nhìn Ngọc Ánh chằm chằm, quả thật anh đang chờ sự chủ động từ cô. Chồm người đến phía trước, Ngọc Ánh từ từ áp sát mặt lại gần với anh, đôi tay rụt rè ôm lấy cổ, hơi thở của cô chợt trở, trở nên gấp gáp. Vừa hồi hộp lại vừa căng thẳng, đôi môi hồng đang mấp máy như muốn nói gì đó. Thả lỏng, nhẹ nhàng mở miệng ra, không nên cắn chặt lấy răng. Thật sự là tôi không biết hôn đâu đấy anh sẽ dạy em bàn tay to lớn áp vào sau gáy dùng lực đủ để kéo đầu của ngọc ánh lại gần vòng tay ở eo cũng siết chặt lấy như là không thể cho thoát ra ngọc ánh nhắm hở hai mắt đôi môi mềm mại cũng nhẹ nhàng áp vào môi của anh như con mèo hoang ông quấn lấy chủ mà liếm láp cô ôm lấy cổ và tự sát vào người của lê hùng cứ ngỡ là hôn tựa như hôn má cô chỉ hôn lên đó vài cái Cảm giác khi môi chạm môi Thì cả người cô như có một luồng điện Tim cũng đập nhanh liên hồi Lúc đầu thì tĩnh lặng Chỉ môi chạm môi Nhưng chẳng mấy chốc Lê Hùng đã dùng hai tay ôm chặt lấy cô Lúc nãy anh lại giành thế chủ động Trước lưỡi mềm tấn công mạnh mẽ Đưa vào miệng của cô Nhưng muốn rút hết mật ngọt Ngọc Anh thất thế Vì sự tấn công bất ngờ Mà hai mắt liền mở to Đưa tay lên che mắt của cô Anh càng hôn sâu hơn khiến nữ nhân suýt nữa thì ngạt thở, cả người bùn chồn, cảm giác trong cô bây giờ rất lạ, hôn là như thế sao? Hai mắt của cô nhắm chặt, ôm lấy cổ của anh. Tuy không điêu luyện, nhanh lại thích cái dáng vẻ như mèo con của cô hiện tại, lúc nào cũng rụt rè, mang lại cảm giác mới lạ. Mặc nữ nhân sắp ngạt thở, anh cứ tấn công và không có ý định dừng lại, mà tới khi đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo, cả gương mặt của cô cũng đỏ ửng lên anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mỏng. Trong vòng tay của anh, Ngọc Ánh không ngừng thở dốc. Nếu như anh ta không dừng lại, thì suýt chút nữa cô đã bị ngạt thở luôn rồi. Dương mắt nhìn Lê Hùng, cô nhíu mày, đôi môi cũng mím chặt. Xong rồi đấy, anh buông tôi ra. Em không định lấy chiến lợi phẩm sao? Nghe Lê Hùng nhắc cô mới nhớ, đưa bàn tay ra cô gắt gỏng. Anh cởi ra rồi đưa cho tôi đi. Không, Lê Hùng nâng cằm Tham lam hôn lên môi cô một cái Muốn thì em tự cởi đi Đồ tùy tiện Hậm hực gỡ cà vạt của anh Ấy vậy mà khi đã xong xuôi Lê Hùng vẫn giữ lấy cô khư khư không buông Ngọc Ánh vùng vẫy kháng cử Lại bị anh kéo ngã nhào vào lồng ngực Bướng bỉnh quá Ôm tí rồi đi Không cho Anh buông tôi ra đi Thượng Tổng và Thượng Phu Nhân đang đợi kìa Một mực phản kháng cô cáo gắt Họ đều là người thân thiết Đợi xíu không sao Cái đồ không dở này Không buông là tôi bóp chết anh đấy Được, Lem bóp chết anh Hay là anh phá thân em tại đây Vừa nghe chất giọng trầm ổn Thì thầm qua tai Ngọc Ánh liền dùng mình Để mạnh anh ra khỏi người Vừa thoát được thì cô đã nhanh chân cao chạy xa bay Đồ tùy tiện, anh đừng có mơ Nhấn mày một cái Lê Hùng đứng dậy chỉnh trang lại âu phục Rồi ra ngoài Ngón cái của anh đưa lên lướt qua môi Anh cười rồi quay lại phòng dành cho khách Anh xem Lê Tổng này đúng là có tâm ý với người ta rồi Thục Anh rót thêm trà và tách cho chồng Đôi môi hồng xinh Không ngừng mỉm cười thích thú Có vẻ như Ngọc Anh cũng giống hệt như mình ngày trước Nên cô hiểu rõ mọi sự tình Bắt chéo chân Phục Ân đưa tay ôm lấy bả vai của Thục Anh Tay còn lại nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đen suôn mượt Anh không nghĩ rằng chú ấy sẽ bình tĩnh đấy đúng là quan hệ giữa họ không bình thường mà lúc nãy lê hùng có nói là cô ấy không bao giờ nghe lời với lại không có kinh nghiệm tình trường như chú ấy thì khó khăn mà cơ đổ lắm nha hay là anh cho ý kiến đi ý em là anh dành rõ kinh nghiệm tình trường sao hai mày nhẽ khẽ nhíu anh nhéo mắt nhìn cô đương nhiên rồi ông xã em điều gì cũng giỏi thì đương nhiên là chuyện đó không thể tệ được thục anh chu môi ngây ngô mà trả lời Giỏi lắm, hôm nay phải phạt nặng em thôi Cắn môi dưới Anh đưa tay véo mũi của cô để cưng chiều Bỗng cánh cửa mở ra Xin lỗi, để anh chị chờ lâu rồi Lê Hùng đi vào Ngồi xuống sofa rồi hớp một ngụm trà của mình Thục anh rất tinh ý Vừa nhìn vào là biết ngay Giúp anh rót tà vào trà vào tách Cô khẽ nói Tôi rất thích không khí của buổi tiệc hôm nay Thêm cả những món ăn Vị trà cũng xuất sắc Tất cả mang lại không gian tuy giản dị Nhưng không kém phần sang trọng Biết chị thích thế này Chắc là cô ấy vui lắm Lê Hùng vắt chéo chân Tâm tình tốt hơn lúc nãy hẳn Là cô gái vừa rồi sao Phục ân nhíu mày Phải Cô rất thích chị Thục Anh Nên đã thức cả 3-4 đêm liền Cố gắng tìm hiểu về chị Từ sở thích đến tính cách Cũng vì sự có mặt của chị Mà cô đã rất cố gắng để tất cả trở nên hoàn hảo nhất có thể Tôi chưa thấy chú nói chuyện về người con gái nào với chất giọng như vậy cả. Không phải là tôi nhiều chuyện, nhưng quan hệ của hai người trên cả sếp và nhân viên đúng không? Thủ Anh không khỏi tò mò. Thương không thương, yêu không yêu, nhưng tôi lại không muốn cô ấy rời xa mình, chẳng thể hiểu nổi nữa. Thở hát ra, anh đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Phải, không nên yêu cũng không nên thương. Anh không biết trước được ngày mai của mình ra sao. Anh cũng lo rằng sau này, Ngọc Ánh không hợp với mình nữa thì cả hai chẳng thể tiếp xúc được với nhau, lúc đó người chịu khổ là cô ấy chứ không phải anh. Ngọc Ánh đi xuống tầng trệt và giấu nhẹm cà vạt ở sau lưng, mọi ánh mắt đều hướng về bản thân cô, khiến cô càng thêm bối rối như là vừa bị ai bắt thóp sau khi làm chuyện xấu vậy. Nếu mà để họ biết cô và Lê Hùng vừa có gì gì đó, chắc chắn là sẽ sống chẳng yên ổn đâu ngọc ánh đừng bảo là cô sẽ chọn đức nhé cô gặp được lê tổng không mà đi lâu vậy thanh lam vòng tay trước ngực thái độ rất dửng dưng thôi thì để đức hôn một cái là xong nhanh mà lệ khoái chí cắn lấy môi dưới không thể thỏa mãn điều mà hai chị mong muốn rồi lấy lại phong thái bình tĩnh ngọc ánh giơ cao cà vạt và chỉ cong một bên môi đến bây giờ cô mới nhận ra hai người này cố ý bắt tay nhau để chèn ép mình Chắc là họ bây giờ đang tức tối lắm đây Wow Của Lê Tổng thật sao Ngọc Ánh quả là lợi hại Tiểu Nguyệt vừa nói Vừa nhìn Lê và Thanh Lam với ánh mắt khinh khỉnh Làm sao biết được Đó có phải là của Lê Tổng hay không chứ Thanh Lam không phục mà gắt gỏng Phải đó Hay là mượn của tên nhân viên nào cũng nên Lệ nhếch môi đều giả Vậy thì mọi người cứ tiếp tục chơi đi Đợi Lê Tổng xuống sẽ biết ngay Nắm chặt cà vạt trong tay Ngọc Ánh vừa ý định bỏ đi sau lưng Có người gọi khiến cô khựng lại Hoàng Ngọc Ánh trả đây Nhìn ra sau Thấy Lê Hùng cùng với Phục Ân và Thục Anh Thì cô liền cúi đầu chào Rồi trả lại cà vạt cho anh Miệng thì kính cẩn Nhưng ánh mắt Ngọc Ánh nhìn anh rất sắc xéo Bởi vì quay lưng nên nhân viên không thấy Hành động ấy chỉ lọt vào mắt của ba người kia Cảm ơn Lê Tổng ạ à. Thục Anh nhìn chồng cười thầm Rồi đi tới nắm tay nhỏ bé của Ngọc Ánh dịu dàng như ánh nắng ban mai, cô ấy mỉm cười. Tôi rất thích cô đấy, Ngọc Ánh. Có cơ hội, hãy tới nhà tôi chơi nhé. Tôi, tôi được đến sao? Ngỡ người trong giây lát, hai mắt của Ngọc Ánh chợt sáng rỡ. Thục Anh rất thích Ngọc Ánh, bởi vì cô ấy giống hệt cô của 8 năm về trước. Cô điều lúc đó Thục Anh rất mong manh, còn Ngọc Ánh thì lại rất kiên cường. Tôi luôn hoan nghênh cô mà. Cảm ơn Thượng Phu Nhân, cảm ơn cô rất nhiều. Vài ngày sau, bóng người đàn ông to lớn bước vào phòng ngủ, đi tới sofa. Ông ấy không nhìn người phụ nữ đang ngồi bên ngoài ban công. Dừng lại việc theo thùa, bà ngước bầu trời trong xanh phía trước. Hơn 30 năm sống trong ngôi nhà này và chịu sự ghẻ lạnh của người đàn ông ấy, bà chợt nhận ra bản thân cố gắng sống sót chỉ vì con trai của mình bà thôi. Ban đầu còn ghen tuông khi bắt gặp ông ta đi cùng tình trẻ nhưng trải qua không biết bao nhiêu lần như thế bây giờ cảm xúc của bà đều đã bị chai mòn luôn muốn con trai có gia đình đủ đầy như bao người khác nên bà phải cắn răng chịu đựng ấy vậy mà nào ngờ đó lại là thảm kịch khi hai cha con cứ liên tục đấu đá nhau thật sự bản thân bà cảm thấy rất mệt mỏi không biết đến bao giờ chuyện này mới kết thúc đây lê toàn nhướng mày tâm tư tức giận quăng một sấp hình lên bàn không kiểm nén được cảm xúc ông lớn tiếng quát bà xem đi thằng quý tử của bà đấy nó làm cái quái gì vậy còn đứa con gái nào đây tại sao lại ở trong nhà của nó ông việc gì mà phải tức giận thế con trai lớn rồi có bạn gái là chuyện bình thường bà phi bình thản nhìn xa xăm nhẹ nhàng đáp trả bình thường Hừm. trương huệ chẳng phải đã theo đuổi nó từ lâu rồi sao tôi cũng đã định con bé sẽ là dâu nhà này bà bỏ nó khôn hồn mà về đây qua nhà người ta dạo ngõ đi Ông nghĩ là ông ngăn được Lê Hùng sao? Con trai cũng lớn rồi. Bây giờ nó thích ai hay yêu ai, tôi không cấm. Bà không nhìn ông lấy một lần mà tiếp tục việc theo thùa. Nhưng tôi không đồng ý cho bất kỳ ai ngoài Trương Huệ bước vào cái nhà này. Cưới xong, Lê Hùng ở nhà riêng của nó. Tuy nhiên là sẽ không về nhà ông đâu. Bà... Cục tức nuốt không trôi, ông gằn giọng. Ông Lê Toàn, lê hùng đã đủ trưởng thành và quyết định chọn người để có thể đi cùng nó đến cuối đời hay là ông muốn con như tôi và ông bây giờ về sau xung quanh lại có cả trăm người vợ lẽ vợ con thì bỏ mặc không ai lo bà ngày hôm nay bà còn ở lại ngôi nhà này là vì tôi còn muốn giữ dễ diện cho lê hùng đấy tốt nhất là đừng có bao giờ chọc giận tôi trường huệ nhất định sẽ là dâu của lê ra dứt khoát bước ra ngoài ông đóng sầm cửa lại Tiếng đóng cửa vừa vang cũng là lúc hai hàng nước mắt của bà Phi lăn dài trên má. Sinh ra trong gia đình quyền quý, từ nhỏ thì vật chất thứ gì lê hùng cũng không thiếu, nhưng anh lại thiếu đi hạnh phúc gia đình. Tuổi thơ không mang màu hồng như bao đứa trẻ khác, vậy thì bà không thể để nửa quãng đời còn lại của con mình mang nuốt một màu đen u uất. Không những cho con trai mà còn có thể cho cháu nội sau này, bà muốn lê hùng thật là hạnh phúc với người ngự trị trong tim của mình. Không cần cô ấy phải xinh đẹp hay giàu có, chỉ cần làm con bà hạnh phúc thì ai bà cũng chấp nhận và ủng hộ hết mình. Đi tới sofa, bà Phi cầm sấp hình trên tay và xem từng bước chậm rãi. Đúng là ánh mắt của Lê Hùng nhìn cô gái này rất khác, còn có bức ảnh như là anh đang cười vậy. Nhưng ngón tay thon dài chạm vào mặt cô gái ấy, bà khẽ mỉm cười cô ấy trông rất giản dị không đẹp xuất sắc nhưng rất đáng yêu vừa nhìn đã có cảm tình bảo sao con trai của bà không thích bước tới giường ngồi xuống bà phi nhấc điện thoại cố định ấn số và gọi siết chặt tấm ảnh trong tay bà chờ đợi bên kia nhấc máy con nghe đây mẹ hôm nào có thời gian con đến đón mẹ sang nhà con nhé dạo này con bận lắm con sẽ đến thăm mẹ e rằng đến nhà của con rồi mẹ lại ở một mình không sao, ở một mình cũng được Nhưng mà chỗ của con sẽ thoải mái hơn ở đây Vâng, con sẽ sắp xếp thời gian Khoảng vài hôm nữa được không mẹ? Khi nào cũng được hết con Vâng, vài hôm nữa con sẽ tới đón mẹ Ừ, con làm việc tiếp đi Mẹ cúp máy đây Con chào mẹ Bà Phi ngắt máy rồi cười một cái Lê Hùng này chẳng phải là đang muốn che giấu cô gái kia sao Nếu càng muốn giấu thì bà lại càng muốn nhìn thấy người con gái đó rốt cuộc tâm tính là thế nào. Thu gọn lại giấy viết trên bàn, Ngọc Ánh với lấy giỏ sách chuẩn bị ra về. Thường là 4 giờ 30 tan ca, nhưng hôm nay công việc nhiều quá, nên cô phải ở lại tận 5 giờ 30 để tranh thủ cho xong. Ngày mai sẽ nhẹ nhõm hơn. Vươn vai một cái, cất một số giấy tờ quan trọng vào giỏ, cô đứng dậy ra về. Lê Hùng dạo này rất là có vẻ mềm mỏng hơn lúc trước, không hay cáu gắt nữa. Có phải là anh ta bị gì rồi không? Tự nhiên lại tốt tính như vậy không biết. Mà thôi mặc kể, miễn sao cô được thoải mái hơn trước là tốt quá rồi. Vừa bước khỏi cổng công ty, một tiếng gọi khiến cô khựng cả người. Ngọc Ánh, quay lại nhìn người con trai kia, cô mím môi. Thật sự là bản thân cô còn giận quân lắm. Bây giờ cô không muốn gặp anh một tí nào. Tại sao vậy chứ? Tại sao anh lại nói dối và lừa gạt cô như vậy? Chẳng lẽ tình cảm của cô suốt 6 năm qua chỉ là dư thừa thôi hay sao? Khi nhìn thấy Ngọc Ánh quay lưng rời đi, thì quân vội chạy đến níu tay cô giữ lại. Cô dừng bước, cả gương mặt cúi gằm, cố gắng che đi những giọt nước mắt sắp tràn mi. Thiết nghĩ vì sao, cứ vì một người đàn ông như vậy mà đau lòng. Em sao vậy? Giận anh chuyện gì sao? Ghi chặt đôi vai gầy, đôi mày của anh nhíu chặt. Chẳng có gì đâu Anh cứ lo công việc của mình đi Gạt tay anh ra cô liên tục lảng tránh Quân kéo tay rồi ôm chầm lấy cô Thân nhiệt của anh ấm nóng Nhưng Ngọc Ánh lại thấy rất lạnh lẽo Bây giờ cô mới nhận ra Anh đã thay đổi từ rất lâu rồi Nếu như anh làm gì sai với em Thì cho anh xin lỗi được không Chúng ta còn tương lai ở phía trước kia mà Anh có lừa em không Tưởng câu tưởng chữ phát ra cuống họng như nghẹn ứ Ngọc Ánh đã cố kiểm nén Nhưng nước mắt lại cứ tuôn rơi Anh không lừa em Anh chẳng lừa em điều gì cả Càng ôm chặt lấy cô Anh lắc đầu quẩy quẩy Tại sao vậy Sang đi cùng với cô gái khác Bật khóc nước nở Cô đánh liên tục vào tấm lưng rộng lớn của anh Anh nói rằng Anh cần lo cho sự nghiệp kia mà Thế mà anh lại ôm người ta Cùng với người ta thân mật như vậy Em bình tĩnh đã Quả thật là anh cần lo cho sự nghiệp hôm đó người em nhìn thấy chính là con gái của sếp ông ấy bảo nếu mà đi dự sinh nhật của cô gái đó thì sẽ giao một hợp đồng lớn cho anh áp tay ở sau gái ngọc ánh anh càng nghỉ chặt cô hơn anh xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của em những thứ nghe được đều không thuận vào tai để anh ra khỏi người ngọc ánh lùi về sau vài bước thứ mà những ngày qua cô luôn cố gắng quên hết thì hôm nay anh lại khố khơi gợi về anh quân anh vì điều gì mà lại chấp nhận như vậy anh từng hứa với em những gì mà bây giờ lại vì những thứ đó mà đồng ý cho người con gái khác ngả vào lòng của anh ngọc anh khóc nức nước mắt tuôn thành dòng anh hạ thấp bản thân mình như thế sao phải anh phải hạ thấp bản thân mình như vậy đấy anh đồng ý làm theo những gì người ta muốn chỉ để tiền đồ rộng lớn hơn để có đủ khả năng lo lắng cho cuộc sống sau này anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng anh biết Tương lai của anh còn có em Anh không thể để em phải chịu khổ Ngọc Ánh không nhúc nhích Đứng bất động tại chỗ Đôi mắt nhìn xa xăm, vô định Hai mắt nhòe hẳn đi Vì một màn sương mỏng bao phủ Hai vai run rẩy đầy đáng thương Suy đi nghĩ lại Thì cô có quyền gì mà trách móc anh Bản thân không trong sạch Vậy anh vì cô nhiều như vậy Có đáng hay không Tìm như bị ai bóp nghẹn, đau nhói Ngay lúc này đây cô không thể hiểu nổi mình Cảm giác khi gặp quân không còn như trước Từ khi nào mà cô mang tâm trí Đặt lên một người khác Để rồi không nhìn thấy anh Thì lại nhớ đến thế này Không sao Ngày mai tôi không bận biểu Ngài cứ sắp xếp lịch đi Giờ nào cũng được Có thời gian thì gọi cho tôi Chào ngài Đi ra khỏi cổng cửa chính Lê Hùng cất điện thoại vào túi Hôm nay quả thật là nhiều việc Đến tận bây giờ mới xử lý xong Cũng khá trễ rồi cọc bánh đã ăn gì chưa nhỉ cô ấy không quen ăn những món có nhiều bơ hoặc tiêu nhiều chẳng biết nay nhà bếp nấu ăn ra sao có ăn được hay không hay lại bỏ bữa hướng về con xe của mình anh ấn điều khiển từ xa để mở khóa vừa mở cửa định vào xong thì hai người ở trước cổng đã thu hút sự chú ý của anh kiểu tóc dáng vóc không thể nhìn nhầm được tuy ở khá xa nhưng bộ váy công sở cô đang mặc chính là anh mua đôi giày dưới chân cũng là của anh chọn Lê Hùng từng nói thế nào mà cô lại không nhớ Khá lắm Hoàng Ngọc Ánh Đã như vậy thì đừng hỏng anh nương tay Hai người đứng ở giữa cổng Nên khó có thể để ô cô tô con Di chuyển được ra bên ngoài Lê Hùng không bóp còi Mà mở đèn pha sáng rực soi thẳng vào cô Ngọc Ánh hốt hoảng đưa tay lên che mắt Nhận ra là xe của anh Thì cô liền buông quân ra Rồi tránh sang một bên Cảm giác của Ngọc Ánh lúc này Cứ như đang ăn vụng mà bị bắt gặp vậy rất khó chịu và xấu hổ. Lùi về sau vài bước, cô dâng đôi mắt phức tạp nhìn người trong xe. Gương mặt của anh không một chút cảm xúc, hai mắt lại kiên định nhìn về phía trước. Không nhìn Ngọc Ánh, càng không liếc mắt đến Quân, cứ thế mà gạt cần số rồi điều khiển xe rời đi. Ngọc Ánh như hóa đá, từng cung bậc của cảm xúc đều như chết lặng. Thật sự trong lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Không biết vì sao cảm giác tội lỗi này cứ vây lấy mình không thôi. Thế cô thất thần như vậy, Quân vội chạy đến bên cạnh Em làm sao vậy? Không sao, em hơi mệt nên về trước đây Lảng tránh quân cô quay người rời đi Hiện tại cô cảm thấy rất mệt mỏi Bản thân giống như một con rối, Ai muốn gì đều phải làm theo Ông Hoàng, ba của Ngọc Ánh Bỗng bị một lực đẩy mạnh Ngã nhào xuống sàn Cả người sọc sạch, bê bết máu Không còn sức lực nằm hẳn dưới đất Ông thở sốc không ngừng rên gì. Ông bị ba tên đánh vào người Một trong ba tên đánh ông bước đến Gác một chân lên ghế Hắn nhếch môi Sao nào ông già Nợ chúng tôi lâu như vậy rồi mà không lo trả đi sao Có được một mớ tiền là chạy vào sòng bài Muốn tôi lấy luôn cái mạng già của ông sao Anh Tam Mong anh thư thả Tôi sẽ trả cho anh mà Ông Hoàng quỷ hạn dưới đất Chắp tay mà vái lẩy thư thả là bao lâu vài ngày nữa con gái của tôi sẽ mang đến để trả như một con chó đang chờ thức ăn của chủ ông ta hèn hạ tới mức vừa quỳ vừa nhìn hắn mà năn nỉ ỉ ôi ông tam đạp mạnh vào ngực của ông hoàng khiến ông ta ngã lăn ra sau cho hai tay vào túi dáng đứng hiên ngang của hắn khiến cho ông không khỏi run sợ ngay ngày mai kêu nó mang tiền tới xong thì mày được về quăng cái điện thoại lên người ông hắn quát Gọi cho nó ngay Vâng 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 Ông Hoàng hốt hoảng vội lấy điện thoại Ấn số của Ngọc Ánh mà gọi Đứng trước cổng nhà của Lê Hùng Ngọc Ánh ngước nhìn căn phòng không sáng đèn Ở tầng trên Phải nói là cả ngôi nhà này không hề sáng đèn Cô không hiểu là bây giờ Mình đúng hay là sai Rõ ràng hai người không hề có tình cảm Và ràng buộc gì nhau Chỉ vì một tờ giấy mỏng manh Vậy mà ánh mắt và phong thái của anh hôm nay Lại khiến cô nhói đau lòng Ban đầu cô luôn ương bướng chống đối Lê Hùng Nhưng bây giờ cô lại sợ Và không biết mình đang sợ thứ gì Bỗng tiếng chuông điện thoại Gieo in ỏi Khiến Ngọc Ánh giật mình Nếu mà nhìn số điện thoại trong máy Cô lưỡng lử Lướt nút xanh nghe máy Alo, ai vậy? Ba đây, là ba đây Ngọc Ánh Ba, giọng của ba Ba làm sao vậy? Con gái à? Ba đang thiếu tiền người ta nếu bây giờ con không giúp ba, là người ta giết chết ba mất. Ba nợ ai? Ba vẫn chưa trả hết hay sao? Bà thiếu Cô gái trẻ, 9 giờ tối mai, cầm 300 triệu đến công viên, đặt sẵn trên ghế đá, sẽ có người tới lấy. Anh làm sao mà tận 300 triệu? Tôi để ở đó xong thì đâu biết được ba của tôi có được thả ra hay không? Ba của cô có tiền, nhưng không trả chúng tôi lại dấn thân vào sòng bạc nên bây giờ sạch túi rồi. Ngày mai cứ như vậy, sau khi tụi này nhận tiền, ông ta sẽ được thả. Làm sao mà tôi tin các người được chứ? Trước giờ tụi này không bao giờ lận lỏng và đừng có hỏi nhiều, bằng không lão ta chẳng nhìn được ánh mặt trời ngày mai đâu. Này anh, này! Hai tay của cô hoàn toàn ủ đi, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, đôi mắt mở hẳn. Chẳng thấy được thứ gì. Cô mong những điều mình vừa nghe chỉ là giả vờ mà thôi. 2 tỷ, một số tiền không hề nhỏ. Bà cô đã tiêu trong tích tắc. Ông bán cô cho Lê Hùng còn chưa đến một tháng kia mà. Bây giờ phải kiếm ở đâu ra 300 triệu đây? Con số đó không phải là nhỏ. Và lại ở đây không ai thân thích cô biết đào ở đâu. Chợt nghĩ tới Đăng, cô vội lấy máy gọi cho cậu ấy. Em nghe đây chị, hiện giờ em rảnh không? sẽ mình gặp nhau một lúc được chứ? Em về quê từ sáng rồi, ông nội của em bệnh nặng chắc là không qua khỏi gia đình em về nhìn ông lần cuối. À thế à? Cho chị hỏi gửi lời hỏi thăm ông nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Ngọc Anh ngắt máy, đúng là cuộc đời dồn cô vào bước đường chết rồi, bây giờ biết phải làm sao đây? Hai tay siết chặt vào nhau, đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào ngôi nhà đổ sộ trước mặt, hiện tại chỉ còn mỗi mình anh thôi. Nhưng ngay lúc này cô biết mở lời ra sao? Lê Hùng chắc là đang giận lắm, để yêu cầu thứ gì đó từ anh đúng là quá khó khăn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.